Hello mọi người. Như vậy là Gam đã có một thất bại khá là toàn diện tại giải MSI này. CEO đã bị trụ bắn khá là đau và ta đã cần phải lùi về. Nhưng Sai không còn nhiều cơ hội lắm. Rainbow sẽ phải được nhắm tới nhà chính và họ là đội chiến thắng chung cuộc cuộc trận đấu này. Hành trình tách VCS ra khỏi CBL và khu vực quay cảng khởi đầu từ năm 2017 của Gam tại MSI. Và chính cũng Gam đưa chúng ta quay trở lại với điểm khởi đầu đó bằng thất bại này trước Rainbow Seven sau 6 năm. Và đây cũng là một trong những hành trình ngắn nhất của các đại diện VCS ở tại các giải đấu quốc tế. Một màn trình diễn không thể dùng bất kỳ một từ nào khác ngoài thất vọng. Thì ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là nó sẽ là một nỗi buồn bao phủ toàn bộ tất cả các thành viên ở trong đội, từ Levi đến Kiaya như là các tất cả các thành viên khác. Lúc đầu thì mình cũng không có suy nghĩ là mình sẽ buồn đến như vậy. Nhưng mà sau khi mà nhìn thấy cả Kiaya hay là Levi rồi các bạn khác không kiềm được nước mắt khóc, thì nó cũng là một cái cảm xúc lâu rồi mới trải qua. Ở chung kết thế giới thì bọn mình không có cảm giác như vậy. Nhưng mà đợt MSI này thì chắc chắn là một cái sự tổn thương khá là lớn dành cho Gam và các bạn tuyển thủ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mà cuộc sống mà và thể thao thì nó sẽ có luôn có hai mặt, đấy là chiến thắng và thất bại. Thì bọn mình đã có rất là nhiều chiến thắng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì bọn mình chịu một cái thất bại rất là nặng nề. Đây là set thứ hai của Nam trong ngày hôm nay game ạ. Thì đây là một cái chỗ bãi đỗ xe, nhưng mà trên một cái tòa nhà rất là cao, các bạn có thể nhìn thấy cảnh đẹp đến từ Lân Đôn, đạo cụ các thứ đằng sau cực kỳ ngầu. DK đang dạy cho anh em on set. Xin giới thiệu mọi người, đây là hôm nay ngày quay hình của tôi và cả team. Một nhiều anh em hỏi là đồ ăn ở Anh thế nào, anh em ăn hai bữa đồ ăn Anh rồi thì sao? Ngon. Chắc ngon giờ. Dạ ngon. Đây là cái người mà kén ăn nhất team này nhá. Không phải là Jin, không phải là Kiaya, cũng không phải là anh Khánh, hay là không phải là Style. Đây. Nào, đồ ăn như nào? Ăn thấy cũng ok, thấy mấy cái thịt người ta làm trong cái sạn cũng ngon. Với lại cái ngon nhất là cái sữa chua. Tại sữa lúc chua. Ăn xong mà lấy 5 hộp sữa chua bỏ trong túi để lên chơi game ạ. Em lấy 3 hộp vô. Trời, em đang buồn ngủ hả? Em đang buồn ngủ không? Thế thì liên quan gì Jet lag? À nhờ em. Nhờ em. Nhờ. Vì sao? Trước không có em thì nó bị. À. Học lý. Đại sư. Ai có nhìn. Đừng có sợ cái máy. Người ta muốn mình cũng vậy. What do you want, hả? Huh? Thích quá yêu. Hả? Đấy. What's up? Tấm nó luôn. Đừng có sợ cái. Đấm. Đấy cứ. Đâu đà. Ok, chào Phê. Hai tuần sau khi mà mình trở về từ Anh thì đến ngày hôm nay thì cảm xúc của em nó đã kiểu gọi là ổn định hơn chưa? Em kiểu cũng ổn định rồi. Cái điều này kiểu là em không có đối diện được là không phải là một người chửi em, mà những người mà nhắn tin động viên em ủng hộ, kiểu làm cho mọi người kiểu thấy thất vọng. Còn những người chửi thì em cũng không quan tâm lắm, thì dù mà đánh hay đánh dở thì người ta cũng chửi thôi. Những cái điều mà em nuối tiếc nhất là những người nào luôn luôn kiểu ở bên em, dù em đánh dở hay đánh hay người ta vẫn động viên, thì em thấy kiểu nhiều lúc em đọc em kiểu em không có dám trả lời luôn, kiểu không biết trả lời sao tại cũng thấy buồn. Thì nói chung là tâm trạng của em hiện giờ thì đã ổn rồi. Ai cũng vậy, đi lần đầu đi những cái giải quốc tế thì về nó sẽ có, theo mình nghĩ là hai luồng cảm xúc. Một là sẽ, nếu mà đi không thành công thì nó sẽ tiếc nuối là gì đó. Còn nếu mà thành công thì vui. Nhưng mà những cái đó nó không quan trọng, tại vì tới một lúc nó sẽ vượt qua thôi.
Rồi cái quan trọng là cái bản lĩnh của mình sau khi mà mình đi về nó sẽ được nâng lên rất là nhiều. Hiện tại thì bản thân em cũng là cảm xúc đại và cũng như là trạng thái cũng bình thường thôi, nhưng mà em vẫn còn hơi hơi chống gọng kiểu sau khi mình trải qua giải quốc tế vừa rồi thì kiểu có kết quả mình không mong muốn, nên là kiểu không biết giải thích như nào mà nó kiểu nó vẫn còn hơi tiếc nuối. Chắc chắn nó phải ổn hơn rồi. Nói chung thì người ta hay có câu là hãy để thời gian làm phần việc của nó. Thì mặc dù mới chỉ 2 tuần thôi và MSI nó vẫn đang diễn ra, nhưng mà thời gian trôi qua khi mà được về nhà nghỉ ngơi, gặp gỡ gia đình, bố mẹ và nhìn thấy bố mẹ vẫn còn khỏe thì cái tâm trạng hiện tại nó cũng ổn hơn nhiều. Ở với vai trò của Hành Cây thì Hành Cây đánh giá như thế nào về màn trình diễn của cả đội ở MSI vừa rồi? Nói chung thì màn trình diễn của cả đội thì cái kết quả nó là đã thể hiện ra rồi. Thì tất cả mọi người trong đội đều chung thì ai cũng có phần lỗi, nhưng mà nếu mà mình nhận thì mình vẫn có thể nhận lỗi về mình, thì kiểu là không có làm theo mình thấy thì không có hoàn thành tốt được cái trách nhiệm của mình. Tệ. Không, về mặt cá nhân thì chắc là tệ rồi. Về cả team thì cũng tệ luôn. Nói chung hai cái này nó có ảnh hưởng với nhau mật thiết nhiều. Tức là kiểu bản thân mình có thể làm cho những người đồng đội khác nhìn là họ thi đấu không tốt, và những người đồng đội khác nhiều khi họ thi đấu không tốt thì cũng làm cho bản thân mình thi đấu không tốt. Cho nên là về bản thân cũng như là team thì đã có một màn trình diễn có thể nói là rất là đáng quên. Trước khi mà em đi tới em nay thì kiểu là em rất là kiểu là tự tin, từ việc chơi ganh hay như tung chen thì cũng đều làm tốt, mà cái lúc mà bước ra thi đấu thì cảm thấy mùa này kiểu thì em đánh không tốt, lại kiểu em chưa bao giờ kiểu là thấy kiểu nó đến kiểu vấn đề về tâm lý. Thì nói chung là tâm lý thì cũng có thì kiểu một phần do em không có nói ra, em ấy là em không phải không nói ra mà em có nói nhưng mà em không có biết diễn đạt như thế nào. Em nghĩ là phần này em cũng bị tâm lý từ đi em nay hơn đợt đi chung thế giới. Em cũng không thể diễn được tốt, nhưng mà cái lúc mà em kiểu chắc em đánh á thì em không có bị suy nghĩ tới mấy cái vấn đề kiểu gặp vừa rồi tới tại em nay. Vậy mình back lại một xíu ở trong trận với lại Golden Guardians đi. Thì sau khi trải qua cái cặp BO3 đó thì cái góc nhìn của mọi người ở trong team chắc chắn là sẽ khác so với lúc đầu khi mà mọi người nhận định về GG. Thì cái mọi người cảm thấy khi mà vào đánh cái trận đầu tiên đó với GG thì nó như thế nào? Có thể kể lại một xíu được. Thì lúc đầu mình thật ra cái mà thay đổi sau cái trận đánh với GG không phải là cái nhận định về GG mà là nhận định về bản thân của tụi mình. Thì khi mà tụi mình vô đánh thì rất là tự tin và mình cảm giác là tụi mình vẫn có thể sẽ thi đấu sòng phẳng mà có thể sẽ giành chiến thắng được chứ GG. Mà thì vô trận thì nó không như ý muốn thì kết quả tụi mình thua. Thì nói chung là sau trận đấu đó thì cái nhận định của tụi mình về bản thân nó sẽ chính xác hơn sau trước trận. Thì lúc đầu thì bọn em qua bển cũng đặt tâm thế là kiểu mình cũng nhìn nhau bắt Mỹ. Nhưng mà sau khi vô đánh thì cảm giác họ đánh ghê hơn mình dự kiến, dự định kiểu vậy. Thì mình cảm thấy hơi bất ngờ. Chung kết vừa rồi đánh với lại D thì mình đánh con Lee Sinh ra. Thì cái lý do là kiểu là ở VCS nó có lô đánh khác. Ở thế giới thì em đã đánh kiểu là từ đợt đi chung thế giới rồi là người ta đánh kiểu là ưu tiên ra mid á. Nên những team mình lại không đánh ra mid nên kiểu em không thích chơi con Lee Sinh ra. Thì lúc đó kiểu mình chơi team thì mình thấy kiểu con 1-0 thì nó cũng bị nép rồi. Thì lúc đó mình cũng kêu nó yếu. Con Vi thì mình cũng cắm rồi. Thì bây giờ cái rừng này chỉ có mỗi con Gregat. Ông ấy là rừng cũng có nhiều, nhưng mà lúc đó kiểu mình thấy tụi nó chen thì nó chơi kiểu Maokai hay là Chitina hay là Shizu hay là Gregat á, thì mình thấy mình chen, mình đem vô chen được thì mình đem ra mình đánh thôi. Cái công đã từ cái rồi kìa. Gam đang muốn di chuyển vào để thử cạnh tranh con rồng này. Rồng chỉ còn khoảng chừng 2000 máu mà thôi. Có tầm nhìn trong hang rồng, Levi tìm cách tiếp cận và đó là tụi nó ăn rồng giành được con Guardian. Cú bỏ khá đẹp đến từ Huy nhưng mà ta bị hất tung lên không kịp dùng W. Là 1-1, nhưng bên phía Gam mất sẽ là hai người khi mà Stixxay đang có liên tục khoảng trống và Kitty cũng gục ngã. Cả rồng cả mạng đều dành cho đại diện của LCS. Thì ở trước trận GG thì đúng mình không thoải mái, thế mình lúc đấy mình vẫn bị băn khoăn rất là nhiều. Băn khoăn về
con tướng mình sẽ chơi, băn khoăn về chiến thuật mà đội mình sẽ thể hiện. Và mình bị một cái tâm lý đó là mình không chắc chắn rằng đây là cái thứ mà mình nghĩ nó hiệu quả. Tức là ở thời gian trước đó thì team đã gặp một số vấn đề, có thể nói là rất nhiều vấn đề trong đấu tập, cho làm cho team cảm giác như là không xác định được meta, không xác định được những cái vị tướng mà chắc chắn là cả đội sẽ nghĩ đây là một cái lối chơi mà cả đội muốn chơi cũng như là nó hiệu quả. Bây giờ làm sao mình đến được đây đúng không? Là y chang ngồi xuống với thế giới luôn. Đánh VCS thì đánh một kiểu, không phải ra em hay ra xuống với thế giới mình đánh kiểu khác. Thì mình làm sao? Bây giờ mình lợi anh ấy đấy. Đúng không? Là bây giờ đúng không? Ví dụ còn VCS nó sợ mình đánh gì? Sợ mình đánh Vũ Công, sợ mình đánh Combat, sợ mình đánh Kim Ngạc, sợ mình đánh Lissandra. Hồi trên sao mà lúc trên hay lúc đánh giải anh em kiểu bỏ qua hết rồi cái đấy, xong mình đánh tặng cái mới không à? Đúng không? Thì những cái vấn đề đấy nó làm cho mình bị suy nghĩ rất là nhiều, ngay cả khi trước trận đấu, mặc dù mình nghĩ cái điều đấy nó là không nên. Và cho đến thời điểm hiện tại thì mình có thể nói đấy là một cái sai lầm của mình, khi mà mình để tâm quá nhiều điều đó ngay cả khi trận đấu sắp diễn ra. Thì nó một phần nó khiến cho cái đội hình mà bọn mình lựa chọn cũng như là cái chiến thuật mà bọn mình triển khai nó không có được một cái sự hiệu quả mà bọn mình mong muốn. Và nó cũng làm cho cái team nó bị thi đấu hơi rời rạc đi một xíu. Trước khi mà đánh với Golden Gallant á, thì bản thân em cũng nghĩ là bọn em sẽ tự tin và cả đội cũng tự tin là mình sẽ giành chiến thắng trước khu vực Bắc Mỹ. Nhưng mà sau khi đánh thì mình mới nhận ra là mình bị gặp nhiều vấn đề quá. Và mình cần phải khắc phục và sửa ngay á, nhưng mà thời gian kiểu nó không có nhiều. Thì nó mới dẫn đến việc là trận sau mình mới bị thua và mình đi về nước luôn. Nên là cái vấn đề của mình là em nghĩ là ngay cái trận đầu á, mình đã không có được sự chuẩn bị tốt rồi. Và em cảm giác như là ngay trận đầu mình thi đấu 5 người trong đội nó không có gắn kết nữa. Không còn gắn kết, em cảm giác như là ở đợt em ai rồi mình thi đấu không còn gắn kết như cái lúc mà mình ở VCS á. Hỏi game VCS là em cảm giác team em thi đấu phải là thực sự khác bột so với ai luôn. Kiểu lúc mà gãi vai thì kiểu nhiều cái không biết vấn đề nó nằm ở đâu, nhưng mà nó là vấn đề nó nằm ở kiểu ảnh hưởng bên ngoài rồi kiểu bên trong nữa, nên là nhiều thứ lắm, nên là nó khiến cho mình bị mất chất, mất cái bản chất VCS đi, nên mà mới dẫn cái kết quả nó tồi tệ như vậy. Em nghĩ như vậy. Lý do mà mình cảm thấy như là nó ảnh hưởng nhiều nhất ấy, đó là việc mà bọn mình đã có rất là nhiều lỗi từ trước đó, nhưng mà bọn mình chưa thật sự bị trừng phạt bởi những cái lỗi lầm của tụi mình. Cho nên là tụi mình chưa có một cái cú tát nào đó để mình tỉnh ngộ ra là những cái vấn đề này là những cái vấn đề nó rất là quan trọng, cần phải sửa. Nó có thể đến từ nhiều cái, nó về tâm lý, nó về chuyện trong game, nó về bể tướng, nó về chiến thuật, ý đồ, bla bla, rất là nhiều thứ. Thì nhìn chung là tụi mình đã có một cái mùa giải VCS mà mình nghĩ là cái kết quả nó không thực sự đánh giá lên đúng cái thực lực của tụi mình. Và cái đó làm cho tụi mình cảm thấy như là hơi chủ quan một xíu. Thì sẵn đang nói về cái chuyện đó thì ví dụ như bây giờ mình liên qua bên cái trận với lại Golden Guardians đi. Thì cụ thể ví dụ như ở góc nhìn của Khánh ở trong cái trận đó, cả hai game luôn, thì Golden Guardians đã cho mình nhận ra cái điều gì mà ở trong VCS mình chưa nhận ra, như cái điều Khánh vừa nói, một cú tát. Đến cái thời điểm mà thi đấu trận đầu tiên vừa ở FSI thì cái việc mình vận hành cái trận đấu đã không đi theo hướng của mình rồi. Tức là chưa cần nói đến việc đối thủ mình thi đấu như thế nào, mặc dù thì phải công nhận là đối thủ của mình đã thi đấu rất tốt, nhưng chưa cần nói đến việc đó thì cái bản thân team của mình cũng như là bản thân mình đã triển khai một cái chiến thuật cũng như là đã chuẩn bị những cái chiến thuật trước khi bước vào trận đấu nó không thực sự tốt. Và về mặt tâm lý nữa luôn, nó là về sự chuẩn bị về chiến thuật và tâm lý nó đều không tốt, cho nên là chưa cần nói đến được đối thủ đánh như nào mà bản thân mình đã cảm thấy như là tự thua trước rồi. Vâng, và bây giờ Gam đang tổng tấn công ở tại khu đường giữa, đường lính siêu cấp còn lại duy nhất của Rainbow Seven, và họ khó định đánh luôn. Lai ở đây bắt lại ngay lập tức cú lốc xoáy, hai người rất hay và Seo có được bài hạ gục. Cú lốc xoáy tiếp theo đến từ Levi đã chờ đợi sẵn, khu khô máu để bung ra và ngay lập tức người gặp nguy hiểm là Levi đã phải làm thúng vào hốc. Rất tuyệt vời, một pha quy bạc cực kỳ tuyệt vời mang lại bài hạ gục cho các thành viên của Rainbow Seven. Thì
sau cái game 1 với lại R7 á, đó là những game đó mình đã có thể thắng rồi. Kiểu như là mình chỉ cần snowball kỹ một xíu là tôi nghĩ là mình sẽ có thể end được cái game đó. Thì mình bị đối thủ dẫn trước, sau đó mình lấy lại lợi thế, mình gần như là mình kết thúc được rồi. Và cuối cùng là mình bị thua ngược. Thì sau cái game 1 đó, cảm giác của Khánh như thế nào? Tôi chỉ hỏi cá nhân Khánh thôi nha. Cảm giác hơi lo. Sau game 1 thì cảm giác khá là lo. Tại vì mình cũng thuộc dạng người nghĩ nhiều, kiểu nghĩ đến gần như là mọi trường hợp có thể xảy ra luôn. Thì mình cũng nghĩ đến việc mình sẽ lật kèo, mình cũng nghĩ đến việc mình thua luôn hai ván thứ hai. Cho nên là đôi khi là lúc mà kiểu những cái tình huống xấu nó xảy ra thì mình nhiều khi mình nghĩ đến nhiều tình huống xấu tiếp theo. Thì đấy là cá nhân mình thì mình nghĩ nhiều như vậy. Còn dù sao thì kiểu cái tinh thần cả đội ở trong ván đấu, sau ván đấu thứ 1 thì kiểu mình cảm thấy là ván đấu thứ 2 nó đã kiểu vực lại được nhiều đấy. Nhưng mà cảm giác thì về nhìn chung thì tâm lý của cả đội ở kỳ MSI thì kiểu nó không có cái sự tự tin cần thiết khi mà mình thi đấu. Theo nhớ là sau game 1 đó thua thì lúc mà xong trận đó mọi người có đi ra ngoài và nói chuyện nhau. Thì mọi người cũng cố gọi là trấn an nhau, gọi là an ủi nhau á. Mọi người nói là thôi trận này bỏ qua đi, mình tập trung trận mới. Mặc dù mọi người nói vậy đó, nhưng mà bản thân em cũng cảm nhận và em biết là mọi người hôm nay chấp nhận việc đó. Tức là mọi người vẫn còn tiếc nuối rất là nhiều so với trận 1. Mình đã có cơ hội rất là nhiều để mà end game cái trận 1 rồi, nhưng mà mình lại đánh mất cái cơ hội đó. Và sau game 2 thì chính miệng mình cũng đã nói là mình bỏ qua đi, mình tập trung game mới đi. Nhưng mà trong tâm trí của mọi người vẫn còn ở trong game 1. Kiểu nó còn cái tiếc nuối á. Em nghĩ là như vậy. Thì sau hai tất cả game sau đó là người kiểu bị ảnh hưởng đến cái việc mà game 1 nó đã vậy á, xong rồi kiểu là gọi là hiệu ứng domino. Và game sau là kiểu nó bị chật vật, nó bị rất là nhiều cái luôn. Nói chung là cảm giác nó cũng gọi là khó nói. Kiểu tụi mình thì cũng chuẩn bị kỹ và muốn tâm thế là rất là cố gắng để mà giành được chiến thắng trước Rainbow Seven. Và thật sự là cũng không khinh địch. Nhưng mà vào trận thì có nhiều yếu tố bên ngoài và ở trong nó xảy ra, cho nên là tụi mình thua. Từ lúc mà ban bích vô thì em rất là tự tin. Kiểu em bích được con tướng mà mình chọn tay nhất thì em rất là tự tin. Lúc đầu vô mất lợi thế thì mình cũng giữ tâm lý là mình sẽ kiểu kéo lại được cái ván đấu. Nhưng mà vì cái sự tự tin đó mà tới cái pha mà trụ ba thì do mình tự tin quá thì mình đứng lỗ bị họ mở thì... chung lúc bị mở xong đánh thì đánh thua thì kiểu mình cũng suy nghĩ là mình bị lỗi pha đó rồi. Thì chung cũng không biết nói gì hơn, kiểu nó ai nấy, kiểu bị ai nấy. Ở cái khoảng thời gian trước ấy, tức là khoảng thời gian trước trận đấu R7 diễn ra thì tụi mình kiểu có kết quả trên khá tốt với Kinred. Hôm qua cũng vừa xem T1 đánh xong rồi Warner cũng đánh Kinred nhiều không rồi. Xong rồi cũng mình đọc một cái bài phỏng vấn nào đó ở đâu thì hỏi vì sao thì Warner cũng bảo là T1 đã có một kết quả khá tốt với Kinred thì Gang cũng như vậy, Gang có một kết quả khá tốt với Kinred. Và đấy là cái trận mình nghĩ là nó cũng hơi nóng vội trong cái việc ban tích, hay là cũng như là chưa có được một cái sự sao ta kiểu tỉnh táo hay là thoải mái khi mà kiểu để đối phương lấy đi Serakan, cái là mình vào cái thế mà mình muốn đánh cái lối chơi của mình là Lissandra Kinred. Nhưng mà thực sự thì khi mà đối đầu với Serakan thì nó lại không phải là một cái lựa chọn quá tốt. Nó chỉ đơn giản là mình chọn nó bởi vì mình đang gặp vấn đề về lối chơi và bể tướng là cái thứ nhất, thế là mình không có nhiều lựa chọn ở cái thời điểm đó. Và cái thứ hai là mình có một kết quả luyện tập khá tốt. Ở cái ván 3 đó, khi mà kiểu nhà chính của Gam bị nổ ra thì khi mà trên stream của Riot thấy kiểu em ngồi thất thần luôn. Thì cái cảm giác ngay cái lúc mà nhà chính của em bể ngay cái game 3 đó thì tại sao em lại kiểu ngồi thất thần vậy? Lúc đó em đang thì em kiểu, nghĩ gì? Trước khi đánh với lại Rainbow Seven thì kiểu là cũng rất là tự tin. Vì đó là kiểu là cái cơ hội để tiếp để cho mình đi tiếp em nay thôi. Vì đó kiểu nó vượt qua, kiểu mình không có còn có cơ hội nào mình để sửa sai á. Thì mình cảm thấy mình khá là tức nuối. Thì mình thấy cảm thấy buồn hụt hẫng về cái lúc đó. Nó sao nhỉ? Nó kiểu
cảm giác lúc đó bị sốc quá, kiểu mình không thể chấp nhận nổi cái việc mà mình phải hùa đến như vậy. Tại vì trước khi đấu với G7, bản thân em nghĩ là em tự tin chắc chắn là mình sẽ win được, rất là chắc chắn luôn, gọi là 100% mình win luôn. Nhưng mà sau khi hùa thì em lại kiểu bị bất ngờ luôn, không phải mình có thể hùa gì được. Em không tin là mình có thể hùa một cái đội vậy và mình về nước luôn. Cho nên là lúc đó em kiểu là mình không chấp nhận được, mình cứ ngồi mình không biết phải làm như nào. Rồi đó đứng dậy thì mới biết là mình bắt tay đối thủ thì mình mới biết là mình thôi mình đã thua. Nên là thì lúc đó thì kiểu em không kiểu mình nghĩ là không tin được vào mắt mình, kiểu không biết nói gì hơn á, kiểu bị thất vọng á. Đó thì mình cũng ôm mặt mình có rơi một chút nước mắt rồi lúc mà trước khi mà họ tới bắt tay mình kiểu như vậy. Ồ vậy là em lúc đó em có khóc luôn? Có, em khóc trước khi mọi người khóc. Mọi người đánh xong rồi mới ra ngoài ngồi khóc, còn em khóc trước đó. Kiểu tại Trang không quay thôi. Sốc, nói chung là sốc khi mà để thua một đội quay cạc trong cái thời điểm hiện tại. Đấy là một cái điều mà mình nghĩ là nó hơi xấu hổ. Khi mà nói đến cái việc VCS đang trở thành một khu vực, thực ra là VCS từ trước tới giờ thì vẫn là một đội quay cạc. Chỉ là VCS là một đội wildcard có sức mạnh hơn những đội wildcard khác. Khi mà không nói đến khu vực VCS thì cảm giác là sốc. Lời đầu tiên thì cho em xin lỗi tất cả mọi người đang ủng hộ Gam và mình. Thì khi mình màn trình diễn mình không được như kỳ vọng thì mình cảm thấy khá là thất vọng của bản thân. Nhưng mà đây là kiểu là thể thao thì vẫn còn mùa hè, mùa kế tiếp thì đó, thì mình phải còn cố gắng nhiều để gọi là không phụ lòng mọi người. Dù mình không biết là mình có đánh tốt trong cái mùa tiếp theo hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng 100% cái bản thân của mình. Thật ra thì trước khi mà tiến đến cái mùa MSA lần này thì có một cái cảm xúc mà mình chưa có được cảm trải qua, là cảm xúc mà bị cộng đồng mạng chửi. Là sau khi mà mình đã trải qua cảm xúc đó rồi thì mình cảm thấy là nếu mà người mà biết sử dụng hay là biết tiếp nhận cái cảm xúc đó thì người ta sẽ tốt lên. Thì mình nghĩ là sau cái mùa này, khi mà cái thất bại nó như vậy rồi thì mình và toàn đội sẽ thật sự phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không phải là kiểu chỉ 100% hay là 200% đâu, mà chắc là sẽ phải nhiều hơn để mà có thể tiếp tục giành chiến thắng ở VCS, tiếp tục vô địch và sẽ làm lại một lần nữa khi mà tụi mình được ra thế giới. Trước tiên thì em gửi một lời xin lỗi của em và team với fan Jam và những người theo dõi. Và em sẽ hứa là mùa sau sẽ cố gắng có được tấm vé đi trên thế giới và tiến bộ hơn mùa em với Nam này. Thì lời cuối cùng thì mình chắc là mình không nói về cảm ơn nữa, thì mình chắc mình cũng xin lỗi với mọi người về kết quả ở lần MSA vừa rồi thôi. Mình nghĩ là kết quả đó thì mọi người có quyền để thất vọng và có quyền để có thể chỉ trích bọn mình. Thì bọn mình sẽ cố gắng nhìn cái chỉ trích đó và làm động lực để mà mình cố gắng trong những đợt sắp tới vào ASEAN như chung kết thế giới. Bọn mình nếu mà mình có cơ hội trong thế giới, bọn mình sẽ cố gắng hơn để có thể mang kết quả tốt cho khu vực BCS. Thì mình mong rằng là các fan hâm mộ của Gam và khu vực và các mọi khu vực esports nói chung có thể gọi là ủng hộ Gam trong giai đoạn sắp tới. Mình nghĩ là giai đoạn sắp tới thì Gam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người. Lời cuối cùng thì cho mình xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất, cũng như là một lời xin lỗi chân thành nhất đến với các bạn fan của Levi cũng như là các bạn Gam fan. Tại vì bọn mình đã có một cái kỳ MSI rất là đáng quên, và mình biết là các bạn đã đi theo Gam cũng như là đi theo Levi được một khoảng thời gian dài rồi. Và thực sự thì lúc mà mình đi về từ sân bay thì có những bạn fan ra đón và các bạn chia sẻ những cái trải nghiệm khi mà xem MSI, là có nhiều bạn là khóc luôn. Thì mình cũng rất là buồn khi mà phải chứng kiến những cái cảnh đó và nghe những cái lời đó, và mình hy vọng là trong tương lai thì tụi mình sẽ có thể làm các bạn tự hào.
Mà đầu game á Vinh, đầu game lúc mà đừng có vào bụi Vinh, đứng đó thôi.